Dạ xin chào các anh chị ha Trong cái video này em sẽ giải thích kỹ lại về cái vấn đề em tưới rưỡng rễ và phân hữu cơ dạng nước hoặc là dạng bột cho mấy anh chị hiểu kỹ hơn về nó và đối với cây mai vào mùa mưa để mấy anh chị áp dụng cho cây mai mấy anh chị thì nó sẽ mang lại cái thành công thì à, trước khi em hướng dẫn thì em đều thực hành hết cho mấy anh chị xem rồi đó bằng một cách thực tế chứ không phải mà em hướng dẫn bằng cái lời còn cái vấn đề mà em đăng video hoài thường xuyên là bởi vì em làm youtube YouTube nó yêu cầu mình nó là một ngày ít nhất phải một cái video cho, cho nên á, em đăng thường xuyên như vậy để giúp cho cái kênh em càng ngày nó càng đầy sức mạnh hơn và giúp cho kênh mình á, càng ngày nó càng lớn mạnh hơn và em chia sẻ mai á, để em chia sẻ dành cho những anh chị mới tập chơi và một số anh chị mới đăng ký kênh sau này để họ xem còn những anh chị nào mà đã xem trước đó rồi đã nói là mình biết chăm sóc cây mai rồi thì mình chị khỏi xem thì những gì mà em biết á, em đều đăng lên cho mấy anh chị xem hết khi em đăng lên rồi đó thì có một số bạn nói là đăng thử, đăng hoài giết nó nhàm nhí thì những cái bạn này đã biết rồi thì có thể là khỏi xem hoặc à, muốn không xem luôn thì có thể là quỹ đăng ký vì vậy, vậy anh chị mới tập chơi hoặc là một số bạn mới tập chơi đó thì cố gắng xem nhiều video lên xem nhiều chừng nào thì mấy anh chị sẽ hiểu cái mai nhiều chừng ấy em thì có gì em nói hết em đều chia sẻ hết thật lòng cho mấy anh chị xem còn có vấn đề mấy anh chị tin em hay không thì tùy mấy anh chị em không có kêu mấy anh chị phải tin em cảm thấy hay hợp lý logic thì làm còn không hay không hợp lý không logic thì khỏi làm còn thương em thì ở ở đây ủng hộ em và xem em còn không thương em thì quỹ đăng ký em thì nó đơn giản như vậy mấy anh chị ha rồi em sẽ quay lại với cái vấn đề thì ngày hôm qua em ra video trong cái video đó là em nói gì mấy anh chị em nói đối với cây mai vàng thì mấy anh chị bốn phân hữu cơ nào cây mai mình nó cũng đều phát triển hết nhưng mà cái cách tối ưu nhất vào mùa mưa thì mấy anh chị nên bón phân hữu cơ dạng nước hoặc là dạng bột. Thì cái dạng bột đó, ví dụ như là Humic rồi đó. Mua về nhà mấy anh chị xem hướng dẫn rồi hòa tan với nước mấy anh chị tưới thì nó sẽ tối ưu hơn. Thì à, khi em đăng lên rồi có một anh khán giả vào góp ý nói là vào mùa mưa mình nên à, giải phân hữu cơ dạng viên như là phân à, đạm cá nè hoặc là phân DMX nè hoặc là hoặc là phân dơi nè hoặc là phân bò với nấm chi cô đặc ma thì ý anh ấy nói là vào mùa mưa này nên giải những cái loại phân đó thì nó sẽ mau lẹ hơn bởi vì chỗ ở mình mưa hoài chắc trồng nó không có khô được cho nên không có tưới được cái dạng nước hoặc là dạng bột thì anh ấy nói nó hoàn toàn chính xác nhưng mà nếu như cái chỗ ở mình mưa hoài thì không nhất thiết phải tưới đợi cho cái chỗ ở mình nó hết mưa chắc chồng mình nó khô ráo lại thì mình tưới cái dạng nước hoặc là dạng bột thì nó sẽ tối ưu hơn không nhất thiết mà mình phải tưới đúng cử cái cây mai á, là muốn tốt hay không là quan trọng nhất là cái khâu canh nước nước là nó đóng vai trò chính còn vấn đề phân bón là mình hỗ trợ cho nó còn đặt cái giả sử như anh ấy nói là cái chỗ ở của mình mưa hoài chắc trồng luôn luôn ẩm ướt thì không thể nào tưới được cái dạng nước cũng không thể nào tưới được cái dạng bột nên bón là cái dạng viên ví dụ như là phân dơi nè phân bộ với nấm dịch cô đặc ma nè rồi phân uh, nè thì ba cái loại phân này bón phù hợp cho cây mai trong lúc chắc trồng nó còn ướt thì ý anh ấy nói như vậy nhưng anh ấy không có tính kỹ về cái trường hợp nếu như chỗ ẩm anh mà mưa hoài thì trong nước mưa nó có cái chất đạm nó đã tốt cho cây rồi thì anh bón thêm những cái loại phân mà em vừa nói thì nó xảy ra cái hiện tượng là bị thưa mắt lá anh để ý là em nói ha Chỗ ở anh mà mưa hoài mà anh bón một trong ba cái loại phân mà em vừa nói thì cái cây mai anh á cái cây mai dinh đó ha là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị thưa mất lá. Bởi vì trong nước mưa nó có chất đạm và những cái loại phân mà em vừa nói đó, nó cũng đều cung cấp một cái dinh dưỡng, một cái lượng đạm nhất định cho cây. Thì cộng với nước mưa cái nữa thì cho nên nó xảy ra dư đạm. Thì dư đạm rồi thì cây mai anh nó sẽ phóng đột rất là là mạnh, thưa mất lá trên những cái cây mai dinh còn trên cái cây mai ghép đó, thì cái tình huống này nó cũng xảy ra nhưng mà xảy ra với một cái tỷ lệ thấp à, cho nên á, em hướng dẫn á, là vào mùa mưa này mình đợi cho chắc chồng nó khô đáo thì mình nên tưới thằng humic là nó sẽ tối ưu nhất còn chỗ ở mình trời mưa thì không nhất thiết phải tưới đúng cử ví dụ như là em chỗ ở em này, cũng mưa liên tiếp hoài mấy anh chị nhưng mà ổng mưa thì ổng cũng phải có cái giờ để mà ổng ngưng chứ đâu có phải mà ổng mưa hoài ví dụ như cái đợt tưới này của em chởi khoảng mấy ngày cũng không có quan trọng và cái quan trọng ở đây là cây mình nó đã, đã tốt rồi thì không cần thiết phải tưới đúng cử. Còn em làm bán là em tận dụng cái lúc trời mưa này em chăm sóc, em bón phân này kia nọ phun thuốc để giúp cho cây mai nó mau kính tàn để em bán. Còn những anh chị mà trồng ít cây không đam mê mai thì nói là mùa mưa này cây đã tốt rồi không cần chăm sóc thì cái trường hợp này của anh là em chồng anh chồng gia đình chơi không mê mai cho nên anh bỏ lăn lóc giao cho trời chỗ đất thì cái trường hợp của anh nó đó, đó là tùy anh. Còn em làm bán thì em phải chăm cho cái bộ tàng nó phát triển để em bán với anh chị. Tận dụng lúc trời mưa này nè mình chăm sóc cho cây. Nhưng mà mình chăm cho cây lúc trời mưa này nè cái tỷ lệ để cho nó hạn chế thương mất lá là mình cũng phải biết sử dụng phân bón để cho cái cây mai mình nó giảm cái tình trạng thưa mất lá vào mùa mưa mấy anh chị. Rồi cái video ngày hôm qua em nói cái gì nữa mấy anh chị còn nhớ học Anh chị nào xem cái video ngày hôm qua em nói trên cái video đó Nếu như mùa mưa mà mình bón cái dạng viên Như là phân dơi, phân bò, phân đi mít Thì nó còn cái tình huống gì xảy ra nữa mấy anh chị còn nhớ không Là nó làm cho cái chất trồng mấy anh chị luôn luôn ngậm ướt Thì trên cái video ngày hôm qua em nói Trường hợp cây mai mấy anh chị thường chậu rễ nhiều, tàn lá nhiều Mấy anh chị bón một trong ba cái loại đó được bởi vì dễ nó nhiều rồi còn cái trường hợp cây mai yếu như thế này cây mai yếu như thế này là mình cần cho cái chất trồng này nè nó phải luôn luôn khô ráo thông thoáng không có ẩm ướt nhưng mà mình bón một trong ba cái loại phân nó lên đây thì nó sẽ tiết ra cái chất mùng thì cái chất mùng đó luôn luôn làm cho cái chất trồng mình ẩm ướt không thể nào khô được à, cho nên á, tùy theo cái cơ địa của cây, ví dụ như là cây mai anh nó mạnh rồi, thì anh bón một trong ba cái loại đó được. Còn cây mai yếu như thế này là không thể nào bón một trong ba cái loại đó, bởi vì nó tiết ra chất mùn nó làm ẩm cây. Khi nó ẩm cây và nó dư nước rồi thì nó xảy ra cái hiện tượng là bị chết chết cây. Cái trường hợp này là cần cho cái chất trồng nó thông thoáng, cho nên cách ưu nhất là mình nên tưới humid. Bởi vì mình tưới vào buổi chiều, thì sáng ngày hôm sau nó đã khô rồi. Nó là cái dạng nước này như vậy, còn cái mai tàn lớn cũng vậy, mình tưới vào buổi chiều sáng ngày hôm sau nó đã khô rồi Và mình tưới không biết cái tỷ lệ mà nó bị thưa mắt lá là thấp à, Cho nên á là mấy anh chị phải xem video của em á, là mấy anh chị phải tiếp thu kỹ từng cái lời em hướng dẫn Ví dụ như cái đoạn nào mấy anh chị nghe không có rõ đó, xả tới xả lui mấy anh chị nghe cho nó kỹ Rồi à, mấy chị phải chịu khó nếu mà mấy chị đam mê á mấy chị phải chịu khó xem video thường xuyên còn anh chị nào đã biết chăm rồi hoặc là không đam mê mai gì đó thì khỏi xem cũng được nói về chăm sóc mai á, là em chia sẻ rất rất là nhiều thứ mấy chị còn nhiều thứ em phải nói lắm ý là em chia sẻ hoài luôn á mà vẫn có rất là nhiều anh chị vào bình luận hỏi này hỏi kia mấy chị thấy khổ không đó. thì em chia sẻ nay giờ như vậy thì có thể là anh đã nắm kịp rồi ha ví dụ cái trường hợp của anh nói là anh bón phân dơi phân bò hoặc là phân đi mít thì cộng thêm nước mưa cái nữa nó sẽ làm cho cây mai nó bị thưa mất lá cho nên cái cách ưu nhất là em tưới humic thì thằng humic nó nó rất là hay có một cái là nó làm tăng cái độ pH của cái chắc trồng trong chậu mai mình bởi vì trong những tháng vừa qua nắng rất là gắt nó làm thay đổi cái môi trường của mình sống và nó thay đổi cái nhiệt độ trong cái chất trồng chỗ mai mình cho nên mình xử lý vôi rồi sau đó mình mới tưới humic thì nó sẽ tối ưu hơn thì hai cái thằng này nó 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 từ từ giống như nhau nó tăng cái độ pH của đất là giúp đất tươi xốp hạ phèn trong đất này. thì khi nó làm tròn cái nhiệm vụ này rồi thì nó 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 nó, nó chuyển những cái dinh dưỡng thiết yếu trong chất trồng nè và có trong phân hữu cơ phân hữu cơ mà mình tưới đó đi lên thăng lên nhánh lên bộ lá cây mai giúp cây mai phát triển mạnh vào mùa mưa rồi cứ trường hợp nào mà anh chị mà mới quấn dây mới sửa tàn mới bấm thì tròi mới chặn đọt đó thì tới cái cử mà mình tưới đường rễ và hữu cơ đó thì anh chị tưới còn chỗ ở mình trời mưa thì mình chị ngưng tưới đợi hết mưa rồi mình tưới như vậy mấy chị cũng đơn giản mà Cái đâu có nhất thiết mình tưới lúc trời mưa hoặc là chắc chồng ướt nhẹp như thế này rồi mình đâu có tưới được đâu mấy anh chị thì em nói như vậy anh đã, anh đã hiểu rồi còn cái vấn đề mà chăm sóc bộ tàn để cho nó phát triển thì anh chị nào mà chưa dông lá trước đó thì nên dông lá cho cây để giúp cây mai mình nó thông thoáng tại vì mình dông lá rồi thì à, à xương gió nắng nó mới dội trực tiếp vào trong cái bộ tàn bộ nhánh cây mai mình giúp cây mai mình mập cành mập cốt và giúp cây mai mình nó đẻ tròi mạnh sau khi mình rong á mấy anh chị tận dụng cái lúc trời mưa này để mình chăm thì mình muốn dông lá bấm chặn đọt hoặc là tỉa chồi á cho cái lá mai mình không bị cháy thì tốt nhất mình chị nên lựa cái ngày nào đó cho cái nhiệt độ ở chỗ ở mình chị á nó, nó thấp xuống cho nó mát rượu mình chị làm thì cái tình huống chỉ lá mai nó không có còn phun thuốc sâu bộ chỉ nhện nè và phân bón lá thì mình vẫn phun cho cái mai theo định kỳ thuốc phòng bệnh nữa ha phun cho cái mai theo định kỳ những cái loại thuốc nào mà cộng được với nhau thì mình chị cộng cho đỡ tốn công còn không cộng được thì mình chị phun riêng còn một vấn uh, đề nữa mình chị cũng uh, quan tâm dùm em ha thì uh, anh chị nào trước đó thường hay có cái thói quen là lấy rơm rạ ủ lên trên cái bề mặt các chồng nè hoặc là mấy anh chị lấy quần áo bỏ mấy anh chị đắp lên trên cái bùa rễ khi mai mình vào những tháng nắng hạn vừa qua nè thì vào tháng mưa này mấy anh chị nên lấy những thứ đó ra ngoài bỏ ha À, không có để lên trên cái chất trồng chậu mai như vậy nữa vào những mùa mưa à, bởi vì mình ủ như vậy vào mùa mưa thì nó 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 làm cho những cái con trùng mà mà có hại cho cây á, sinh sôi nảy nở rất là mạnh à, cho nên vào mùa mưa mình lấy những thứ đó ra ngoài bỏ còn cái vấn đề mà đắp quần áo hoặc là mình đắp những cái vật dụng gì đó để mà mình giữ cái bộ rễ cây mai mình không có bị nắng cháy vào bộ rễ cây mai à, thì cái trường hợp này á À, nếu như cây mai mấy anh chị nó đủ tàn như thế này rồi thì nó nó, đảm bảo nó che mát được cái cái bộ rễ cây mai rồi thì trường hợp này mấy anh chị nên lấy quần áo lấy những thứ đó ra bỏ ha không có đậy lên trên nữa bởi vì cái bộ tàn nó đã che kín mát rồi không có nắng lọt vào trong đó được nữa được rồi thì video này em xin kết thúc ở đây mấy anh chị chào anh chị nha